Đấy, lúc nào ngon lên. Cà anh phê. Có biết là anh đang sử dụng một bộ môn đặc sản ở quê em? Hà Nội ha. Hà Nội nhưng mà thiếu. Thiếu à? Thiếu gì? Cô ơi cho con cốc chè đặc. Đấy, một cốc chè đặc. Ừ. Quê anh có đặc sản gì? Quê tao hả? Tây Nguyên hả? Tây Nguyên thì có rượu cần, có gà nướng, còn có nhậu bếp. Ê, rượu cần có phải là cái rượu mà nó có cái ống dài dài không? Ừ, mà có một cái vòi này. Thế thì đặc sản gì của anh hồi bé bố em cho em uống suốt? Không, nhưng mà cái đó là dân tộc ở trên miền cao, trên miền núi đem xuống, hiểu không? À, ừ. À. Không, không có đâu nha. Thế ngày xưa em cũng núi ra phết đấy, ngày xưa em uống cái rượu cần đấy từ hồi em còn hồi em bé bé này, bố em đang đi Lạng Sơn hay gì mang về nè. Không nào anh em mình làm phát đi. Để tao gọi order về. Order nha. Order mang nhưng mà về. Phải mang đúng gốc ở trên đấy nhá, chứ không uống linh tinh đâu đây mà. Ở ngoài không có bán. Ở ngoài không bán đúng không? Tộc. Rồi ok, ok. Hợp lý không? Cuối tuần làm phát. Chốt đơn. Rượu cần này mẹ anh gửi xuống à? Chỗ Hải á. Rượu cần này công thức là gì? Ghi trên nắp. Thành phần cơm gạo, chấu lúa sạch, men cổ truyền. Được luôn. Bây giờ hướng dẫn sử dụng này, mở miệng ché, nhét lá cây đầy miệng ché. Lá dừa, lá keo, lá mít, lá chuối đều được. Lấy nước lọc đổ đầy miệng ché. Có thể thay bằng nước khác, nước dừa hoặc bi. Ok. Thay nước khác thì ngon hơn đúng không? Đúng rồi, uống dừa ngon. Rồi. Uống nước dừa là thơm nhất, uống bia là sang nhất. Uống nước dừa là thơm nhất, uống bia sang nhất. Tao uống bia với bà. Trời ơi, ở đây toàn đàn ông con trai mà uống nước dừa, eo ơi, mấy cái ông này. Hãy sợ gãy. Thật luôn á. Hôm qua bị cọp cắn kìa. Trời ơi, thơm quá. Đấy, à, ngửi như nó như là cái mùi nếp cẩm đúng không? Ê, ngày xưa em uống rượu này mà. Em nhớ y chang luôn đó, cái mùi đó là mùi nếp cẩm. Đúng mà. Lừa tôi hả mấy bà? Thế là nó giống nhau rồi á. Khác cái nguyên liệu ở dưới. Ở dưới hả? Ừ, tạm chấp nhận nha má. Rồi bây giờ làm gì nè? Lấy tay, nhấn cái này xuống. Lấy tay không ạ? À? Để rửa tay. Ây da đau. À, chấu này là chấu mà kiểu gạo ấy đúng không? Ở lúa gạo đấy à? Đúng rồi. Nhưng mà nó có tác dụng gì mà lại để vào đây? Để men nó ủ lên men. À. Rồi xem được chưa? Xem được chưa mấy má? Thế là được rồi á. Bây giờ cầm gáo mút cắm vô giữa, mày cắm sâu xuống, không có lắc nha. Không có lắc. Cắm sâu được. Ừ. Đó. Thì xoay sâu xuống thôi, không được có lắc. Tới khi nào nó chạm dưới đáy luôn á. Ồ, ngày xưa em thấy ống mà kiểu ống tre, ống nứa gì đẹp lắm mà. Ừ. Sao giờ trông nó bệnh viện đấy. Hải nó cũng bốn yếu em. Kiểu rút này ăn vô rút biển lẹ hơn. Rồi. Bây giờ đổ nước dừa vô, nhưng mà đổ từ từ thôi. Giờ đi chặt dừa đây nè. Để chặt dừa này mấy má. Cũng cực quá là chặt vô. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ để cái bình này 30 phút cho ngấm. Bây giờ sẽ đi nướng gà với cả nướng cơm lam. Đi anh em. Bây giờ mình sẽ cắt cái lá dứa để mình làm cơm lam á. Cơm lam thì mình có gạo nếp này. Gạo nếp thì mình phải ngâm. Đây, mình có gạo nếp ngâm ở đây này. Còn bây giờ thì mình sẽ cắt cái lá dứa để mình ấy ra lấy cái mùi với cả cái màu của cái lá dứa cho đẹp ý. Cả cho thơm nữa. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị những cái ống cơm lam như thế này và chúng ta đem đi nướng. Giới thiệu với mọi người, đây là con gà đi bộ của nhà anh Khang. Được quảng cáo là thịt rất dai, gà rất chất, ăn rất ngon, nướng chắc cũng rất lâu. Bây giờ thì anh em sẽ mang đi nướng và mình sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm cái trọng trách chặt gà. Đi ngay. Mọi người nướng cơm lam á, mọi người nhớ canh để xoay nó nha.
nếu không thì cơm nó sẽ bị cháy á. Một lúc là mọi người xoay đều á, cơm ở trong nó chín là ok. Đáng là bọn mình phải có một cái đồ mà kiểu cắm con gà trong nướng ấy, nhưng mà chẳng hiểu sao cái nướng của mình nó hơi ọp ẹp, với cả nó không mình làm mất tiêu cái xiên quay gà, thế là bây giờ đành phải nghĩ cách để nướng một cách nhanh và dễ dàng nhất. Rồi mấy cái cơm lam của em đâu rồi, sao chín rồi mà nó chín chưa? Chín rồi. Chào mấy cái này nhá. Ui thơm lừng luôn các bạn ơi, mùi nếp rồi mùi dứa, trời ơi em thích ăn đồ nếp lắm, em thích ăn đồ nếp lắm mà luôn á. Bây giờ bởi vì không thể cưỡng lại được cái sự hấp dẫn của cơm lam, đây là bây giờ mình sẽ chặt ra, nhưng mà mọi người nhớ chặt ở bên mép mép nhá, nếu không dính vô cơm. Đủ cứ chặt luôn kìa. Trời ơi em là con gái nông thôn anh ơi, anh tưởng em gái thành phố à? Rồi bạn ơi. Rồi được rồi, thấy nhau đây. Anh em vỗ tay. Vỗ tay. Đếm rồi. Đẹp chỗ tay này. Amazing em. Amazing. Good job em. Good job. Ừ. Anh cho những cái này. Anh nói gì hả? Cơm rất dẻo. Mùi dứa rất thơm. Mà cái mùi dứa này nướng lên nó lại hao hao mùi dừa mới hay chứ. What? Rồi bây giờ anh em giao cho mình một cái nhiệm vụ rất là cao cả. Đấy là chặt gà. Kính thưa quý vị và các bạn, 24 năm trên cuộc đời này chưa một lần nào mình tham gia vào công việc chặt gà những đêm giao thừa của nhà mình cả. Mà đấy là cái trọng trách, cái sứ mệnh cao cả của bố mình. Nhưng mà con gái xa nhà đã lâu, mình phải đành trổ tài chặt gà. Đúng rồi, kỳ cho thuận tay. Rồi xong này. Rút cái cục xương lên dính lên dao ra. Được rồi, đặt vào đây. Rồi em rút kinh nghiệm rồi. Sau ngay một cái lần chặt đầu tiên thì em đã rút kinh nghiệm. Nếu như mà mình chặt nó dư dư cái tay ấy, thì nó sẽ bị không đẹp. Thì bây giờ mình sẽ phải mấy lực điểm quá. Em đã rút kinh nghiệm. Phải cô em gái lực điểm. Dạ, yeah, yeah. Cũng khá là đẹp đấy. Trời ơi, cái đùi đẹp như mơ của một người chặt gà lần đầu tiên. Thật không thể tin được. Yeah, yeah. Tiếp theo là một chiếc phao câu. Chiếc phao câu này. Phao câu hơi dài. Lấy mời. Phao câu hơi dài nha em. Trời ơi, trông nó béo. Rồi việc tiếp theo là em nghĩ là mình sẽ xẻ cái cánh. Bây giờ mới biết chặt gà không, mà từ đây này. Bây giờ anh nói đi, xẻ cái cánh đúng không? Không. Hay chặt đôi, chặt từ cái phao câu này lên. Hay là ngửa ra. Ừ đúng rồi đó. Trời ơi. Được. Hỏi cái gì vậy bạn? Nó làm nhạc tên ra đây được nè. Oh my god. Oh no. Nó có được chân ngã thì không lên lên được. Định chặt thì đứa nào bóc cái gì ăn đó nha. Đứa nào bóc chung miếng hộp thịt thì tao không biết nha. Người. Ủa? Tính là chắc mà cắt chỉ không phần. Ủa sao miếng bên xu vậy? Chắc khi phẩm phần cũng tốt, người ăn kiêng nhưng người ăn nhiều. Nghe gà bầm không? Thấy Linh nó có thù gì với gà này á? Ghê mọi người. Em chặt cũng trông cũng ngon mà. Đừng sao chặt chẹp nha. Ấy thịt dăng vô miệng quá. Mọi người, em biết là trông cái hình thức nó không được đẹp, nhưng con gà rất ngon, cho nên là mọi người đừng ý kiến gì nữa.
Hai miếng kìa sườn. Sườn không. Rồi da nó đâu em. Ăn gà nướng chứ ăn da ngon. Thôi được rồi, sao không? Mọi người, đây là đĩa gà rán của Linh Ngọc Đạm. Mọi người hãy chấm điểm trên thang điểm 10. Ai mà chấm mình cao nhất mình sẽ đưa lên top comment. Bây giờ sẽ đến cái phần rất là hồi hộp mà mình đã trông ngóng từ nãy đến giờ. Đấy là bò rượu cần mà anh em mình đã ngâm. Cho em mở bát nha anh chị em. Đừng kéo, đừng kéo. Ồ, không kéo dài nè. Ờ, rồi, muốn nè. Chưa, cũng sai cách rồi. Nhìn nó đứng. Bây giờ nha, một tay cầm lon bia. Đứng lên thôi, đứng lên uống. Ừ. Uống bao nhiêu đổ vô bao nhiêu. Bây giờ em nhìn vô trong, em phải nhìn vô trong này nè. Em hút cạn bao nhiêu thì phải đổ đi vô lên tới nhiều. Uống gì mà áp lực quá vậy? Chăm bò quá. Mạnh lên, kéo mạnh lên. Ừ, cũng vậy à. Để ra, bỏ được không? Rồi. Sao? Nó phê. Nó phê mà nó nóng ngay lập tức nha. Nó nóng ngay cái đỉnh đầu nè. Nó sộc lên cái mùi rượu nếp nè. Mùi rượu nếp là nặng nhất này. Không thấy vị nước dừa. Ủa tại sao vậy? Tại vì nó ra men rồi. Em không tiếc đây. Vừa uống vừa chăm. Uống cực quá. Uống cực quá. Uống nhiều khó khăn cái gì. Đúng rồi. Nói là cái âm thanh của lửa sâu lắm. Chị ơi, okay. Mặc dù là nhà mình nấu rượu nhưng mà đây là lần tiên nấu rượu cần. Nhà chị Phương nấu rượu à? Ừ. Cái này á, thật ra nếu mà chị uống thì chị thấy nó nhẹ nhàng, không có nặng như rượu bình thường. Nó không nặng. Nhưng mà chị nghĩ là nếu cái này mà uống nhiều nhiều á, nó sẽ ngấm xong rồi say. Em cảm thấy lắm. Nếu tính nếu như mà là cái vị nha, mà cái vị mà kiểu như là uống vào mình cảm thấy khó uống, như là nó không khó uống như là em uống whisky hay là uống gì ấy. Nhưng mà nó nóng cái cổ họng rất nhanh và nó thông lên cái đỉnh đầu là mặt Linh đỏ liền luôn. Đó, nó thông sọc lên cái đỉnh đầu các bạn. Cái rượu này mà uống nhiều á là chết đấy, là ngất đấy. Cây đầu tiên luôn là cây nặng nhất, bởi vì toàn bộ men nó sẽ phủ ở cái cây đầu tiên rồi. Ủa gì vậy mấy má? Được rồi. Ờ hèn chi lúc mà chị uống thì chị lại thấy là nó êm hơn. Ừ. Rồi, nói chung là đấy anh em, clip của Linh thì không có nội dung gì đâu, chỉ quanh đi quẩn lại là như thế thôi. Nên là anh em đừng đòi hỏi gì nhiều nhá, nói thật. Khổ tâm lắm ấy, anh ấy với anh em lắm ấy, nhưng mà thôi anh em cố gắng đi, tại vì cuộc sống của mình nó chỉ có như thế thôi mà, chỉ có là mình đi làm xong rồi về ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi ăn chơi gì đấy thôi thì mình sẽ quay cho mọi người. Mong là cái năng lượng này của Linh sẽ chạm được đến những cái người mà thích nó và yêu quý nó. Chúc mọi người một ngày tốt lành, và lần sau nếu mà mình ăn uống hay là mình nhậu nhẹt những cái món gì khác nữa, hoặc là mọi người muốn mình mang đến những cái đặc sản của những cái vùng nào khác nữa, thì mình sẽ cố gắng, mọi người hãy comment xuống phía dưới nhé. I love you guys.